Ủa, còn được hết rồi. Quay vòng vòng. Xin chào các bác nha, chào mừng các bác quay trở lại với kênh. Hôm nay dẫn các bác đi câu ở một cái điểm câu cũ đấy các bác, ở sông Cầu Măng ấy. Nhưng hôm nay em không đi xe nên em đi bộ, đi tắt qua cái con đường đồng này để đi vừa rèn luyện sức khỏe luôn các bác. Ở đây cũng là một cái nhánh sông của nó này, quay qua xem. Đây vẫn là một cái ngày xưa là một cái nhánh sông đi nối từ cái chỗ sông Cầu Măng về đấy các bạn. Nhưng bây giờ người ta ngăn lại thành từng khúc sông để người ta thầu nuôi cá làm vườn ao chuồng các bác. Nên là chỗ này ngày xưa nhiều cá nhưng bây giờ không còn cá nữa các bạn. Nó bị chặn tất cả rất là nhiều đầu, chặn đầu trên đầu dưới. Nên là không còn mấy cá nữa. Bây giờ thì đây, đi thẳng xuống cái chỗ vườn chuối kìa các bạn. Các bạn nhìn thấy vườn chuối xa xa kia chưa? Đấy. Bây giờ em phi thẳng xuống dưới đấy là đến điểm câu thôi. Đây là cả một cánh đồng. Ngày xưa cái cánh đồng này đẹp lắm, bao la bát ngát. Kiểu người ta trồng nhiều lúa đấy. Nhưng bây giờ thì họ cũng đã bỏ hoang khá là nhiều. Đường đi ít nên có rậm rạp. Đi phi thẳng xuống dưới vườn chuối kia là đến nơi thôi. Nói chung cái điểm câu ở Cầu Măng thì cách nhà em khá gần. Quà các bác, nhiều quà lắm. Mấy năm trở lại đây thì chim quà ở quê em rất nhiều. Bây giờ người ta không săn bắt nhiều nữa. Đây người ta làm ao các bác. Cái ao kìa. Đến cái vườn chuối các bác. Ở đây em thấy một cái khá thú vị là bây giờ người ta trồng ấu ấy. Các bác biết cái ấu. Đây cái ấu này. Bây giờ người ta trồng trên ruộng. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây là một khoanh ruộng người ta trồng ấu. Ngày xưa ấu này người ta trồng ở dưới sông. Bây giờ thì cải tiến thì người ta trồng trên ruộng. Ruộng này khá là nông thôi. Đấy, còn quả, còn lửa. Ruộng khá là nông nhưng mà người ta vẫn trồng được số. À, trồng được cây ấu. Nhà về nước không được sạch cho lắm. Đấy, coi. Thấy không? Hay nhỉ, bây giờ người ta canh tác ấu ở trên ruộng. Rất thú vị. Đây trang trại nhà người ta ấy. Mình đi nhờ qua, đi tắt qua đây các bạn. Ngày xưa nó là một cái đường đồng. Đường đi cây lúa các thứ ấy. Bây giờ họ lập thành vòng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ấy. Đây người ta làm vườn ao chuồng này. Mình đi nhờ qua đây, tắt qua đây các là đến điểm câu thôi. Rồi ngày xưa đây nó là cái con sông mà các. Chính xác là nó là một con sông quê. Nhánh sông. Nhưng bây giờ họ ngăn lại để nuôi cá khá là nhiều. Đấy, do cái việc ngăn dòng này nên là cũng một phần làm giảm cái nguồn thủy sản. Ở đây người ta có một cái sông ở cái ruộng ấu nữa này. Ruộng ấu đây. Đấy. Cái ấu. Đấy, đi điểm câu các bạn. Ruộng ấu.
Chỗ này khả năng câu được cá giếc này, nếu nước to to câu được cá giếc này. Các bác theo. Đấy. Nó có cái bụi tầm bói, cây đánh giấm nước rau ấy. Quả. Ấu. Ấu mùa này chưa có quả ấy. Hoặc là có thể người ta thu hoạch rồi. Nói chung là ngày xưa ở quê em còn trồng nhiều ấu, em biết. Nên bây giờ thì lâu lắm không thấy ai trồng ấu. Phải đến tầm khoảng 5-6 năm nay em mới thấy một ruộng ấu ở quê em ấy. Ngày xưa người ta trồng ở sông cơ. Bây giờ người ta làm người ta trồng đây. Đây, điểm câu. Đây chính là điểm câu ở bên Cỏ Măng các bác. Đây em. Ở đây chính là có con sông này. Đấy, người ta ngăn cái chỗ điểm gì các bác. Đấy, người ta làm cái cống người ta ngăn đấy. Ngồi đấy câu ở trên cầu khả năng có. Chân đấy khả năng cũng có cá giếc. Thôi để hôm nào để dành cái dài câu câu nhé. Còn bây giờ ra ngồi chỗ chỗ cũ này. Bởi vì hôm nay nước khá là cạn. Người ta đang đóng cống để đắp đập xây lại cầu ấy. Người ta tháo cạn nước đi không được xây cầu. Hy vọng là sẽ có cá nó trút xuống những khu vực sâu này. Đây có cái điểm câu này thì khá là sâu. Sâu nhất trong cái đoạn sông này. Nên hy vọng sẽ có cá đây các bạn. Còn bướm bay đèo các bạn. Bướm trắng phao. Hiện tại đến điểm câu. Đồ đạc mang theo nhưng vẫn thiếu các bạn. Đã chuẩn bị đi, đã chuẩn bị suy tính như thế rồi. Mà vẫn thiếu vì đây là đầu tiên em đi bộ đến đây mà. Cách nhà tầm khoảng đường chim bay tầm khoảng 500m thôi. Nhưng mà đi đường vòng chắc tầm khoảng 800m. Tầm tầm đấy. Ngồi đây câu các bác nhé. Chỗ này nó điểm này nó sâu nên là hy vọng sẽ có cá nó sẽ trút xuống đây. Hôm nay câu được con cá nào to thì sẽ bắt, còn con cá nào nhỏ thì sẽ thả nhé. Vì em không mang cái giỏ cá. Đấy, mang đồ nghề mà quên không mang giỏ cá thì tham cái cục khí gì. Thôi chuẩn bị cần câu các bác nhé. Gió hơi mát đấy. Chép được không? Ừ, chép được. Chép đầu tiên nhé, bé đẹo. Thả đây chốc thái xong.
này toàn cá bé lắm. Được một con chép đầu rộng. Ngồi câu được tầm tiếng, hơn tiếng này các bạn. Đây thành quả này, ấy cá nhảy. Hôm nay em sẽ cho nó vào đây. Nó vẫn còn sống này. Khá nhiều ấy, tầm khoảng 4-5 con chép với lại 2 con cá vền với 2 con rô phi. Đây, một con chép rỗng phết bằng 3 đầu ngón tay. Đây. Đấy, một chút thả ra các bạn. Chứ bây giờ thả nó động ổ, động máng. Cá nó không dám ăn. À. Hay nhỉ các bạn nhỉ, tự nhiên mới mượn được cái này, cái gầu múc nước thuyền của các bác ở đây đựng cá để cho nó đỡ chết mà. Chốc mình về mình thả ra sau nhưng nó đã bị ảnh hưởng. Rồi các bạn ơi, thời tiết hôm nay mát mẻ kinh khủng do mùa đông bắc mà. Đây ngày bắt đầu hôm nay là ngày thứ ba, ngày thứ tư. Thôi tiếp tục ngồi câu tí nữa các bác nhé, ngồi câu tí nữa thì chán chán rồi thì về các bác nhé. Hôm nay nước nó cạn nên nó chút xuống chỗ sâu. Đấy, cứ ngày nào nước cạn thì cứ tìm chỗ sâu câu các bác nhé. Cá nó chút xuống đấy. Cá nó chút xuống chỗ sâu mình câu nó sẽ cắn mạnh hơn. Ồ, còn được hết các bạn. Quay vòng vòng. Hai, các bạn. Còn được phết đây. Chép giờ cắn mạnh phết đừng đùa.
Tình hình là cũng khá muộn đấy các bạn. 11 giờ 22 phút này. Các bạn nhìn chưa? Ngồi được từ 9 giờ. 9 giờ hơn, ngồi từ 9 rưỡi. Ngồi 9 giờ em bắt đầu xuất phát từ nhà đi, ngồi 9 rưỡi đến bây giờ 2 tiếng rồi. Nói chung cá hôm nay ăn ác phết các bạn. Đặc biệt là cá chép. Thấy không, nhìn chưa? Đống cá chép chưa? Vì sẽ lúc nhúc nhúc thế, để một con rộng phết, hai con rộng. Ôi thế chết rồi, con cá vén chết to rồi. Ok, nó vẫn cứ thả xuống các bạn. Cứ thả xuống, sống thì sống, không sống thì thôi. Đi xuống rồi thả xuống các bạn nhé. Đấy, cá chép rồi các bạn. Hai con vèn chết toi mất phí không. Đi thế thả hai con vèn ra trước. Chứng tỏ các vèn nó yếu các bạn. Rồi, mang giá bác cái gấu nước. Đây. Cái để bác gạt nước này mà. Những cái hôm mà thời tiết mát mẻ như này, hơi hơi xe xe lạnh, em rất thích đi câu các bạn. Đi câu thì thường cá nó ăn mạnh hơn, nó ăn bão hơn. Đặc biệt là cá chép. Đặc biệt hôm nay không được một con cá nhưng nữa ở đây cả. Bình thường ở đây nhiều cá nhưng lắm các bạn. Cá nhưng, cá diếc nhiều. Hôm nay không được con nào, toàn được cá chép. Nếu còn ngồi chắc chắn là sẽ được câu còn giật được nhiều. Nhưng bây giờ khá muộn rồi nên em về cơm nước đói em các bạn. Đi này, ngồi. Thế thôi nhưng đói lắm. Nước cạn này thì các bác thường câu đâu, em thì sẽ chọn những cái nơi nước sâu, cá nó sẽ chút xuống nữa. Nước cạn thì sẽ câu những cái chỗ sâu coi nhé. Cá nó chút nhiều xuống đây thì mình ngồi câu nó tỷ lệ được cá sẽ nhiều hơn. Thôi bây giờ em xin kết thúc video tại đây các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bác nào mà yêu quý kênh thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem hơn nữa nhé. Bye bye các bác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.